Bồn xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Nông Minh của tôi nha. Hiện tại thì gia đình mình đang có mặt tại trên đồng nhà dựng tư. Thì giờ thì mình sẽ lội ra ngoài ruộng để bắt đầu cắt lúa tiếp dựng tư. Mấy bữa nay thì mưa bão ảnh hưởng rất là nhiều luôn cả nhà, nên cái ruộng chỗ này là không có cắt lúa được. Tại trời nắng là cắt mới được, chứ thêm cái nước nó cao quá là không cắt được luôn. Bây giờ là bờ ngập hết trơn rồi, còn phải đi lội nó cũng sâu lắm. Rồi nên lúa nó sập rất là nhiều. Rồi vì dựng tư mấy bữa nay là phải cắt những cái chỗ sập á, để đem vô trong kia để mình đập giống như kiểu hồi xưa á cả nhà, là chưa có cái máy cắt máy sốt đâu. Lúa hiện tại là nước nó ngập tới bông lúa luôn rồi, nhưng mà chỗ này thì không có sập nên dì Dương Tư để lại. Cái khúc ở xích ngoài kia là nó sập nhiều lắm, rồi Dương Tư cũng đang cắt. Dương Tư thì đang ở phía trong hậu đó, đang chống ra. Ngày hôm nay thì cũng do bận công việc với nhà nên quay ở dưới nhà, không có lên tiếp diện tư, nên chiều hôm nay cũng rảnh rồi tranh thủ lên tiếp một buổi. Lúa diện tư năm nay thấy cũng trúng cả nhà, nhưng mà bị cái trận ảnh hưởng của bão này thì thành thất luôn rồi. Nguyên cái khúc ngoài đó, chỗ hôm trước mà đi giăng lưới có quay ngang cả nhà, ở chỗ đó là ngập nhiều lắm, sập nữa. Có một ít lúa chỗ này thì nó còn xanh, còn ở phía ngoài đó thì mình thấy là nó chín hết luôn rồi. Ở đây do xạ không đều á, nên ở ruộng bên đây thì chín trước, cặt trước. Còn ở của Dương Tư thì làm sao nên nó chào cả nhà, nó chín sao. Dương Tư dì Tư thì sớm giờ cắt chỉ đầm cho cháu. Hiện tại Dương Tư vô để rước mình ra ngoài khúc này hay sau cậu ơi, lâu quá mới lâu gặp, quá mới gặp à. Không gầy gì nước quá cho giống không. Dương Tư mấy nay chắc hơi đuối trong mình hả Dương Tư? Nghe nãy giờ nói chuyện thấy không ra tiếng này. Đây nè, cái phần chỗ này là hôm trước có đi giăng lưới và quay ngang nè, là Dương Tư cắt rồi. Mà cái kế đây cũng sập sập hết trơn rồi ha. Thấy nghiêng nghiêng vậy là cái bông nó chạm nước hết rồi đó. Dạ. Được cái khúc ngoài đó thì còn hơi đứng nha Dương Tư. Cái miếng đất trong nhà, còn khúc ngoài này là sập muốn hơn phân nữa. Lấy liền mà chào chào ông cậu để lại nè. Của ông cậu ơi, của Dương Tư à? Tao cho Dương Tư mượn á. Dạ. Kỷ niệm mà. Kỷ niệm không rồi. Ông công như đó là móc vừa móc em lắm. Móc không khác. Mày sao dùng miếng xe sao nó vừa bằng lưới liền hay chứ chặt vừa đồ được chặt lắm ấy. Là quen á không cậu? Cái cây người ta gạt cái cây vậy lắm. Mà tập đó thấy bác đã bằng lưới liệm không ra, bác đường điện này là của nhà Dương Tư nè, nó truyền từ ở trong hậu đó, về xa hơn cái lúc mà cái đường điện của gia đình mình ở dưới nhà đã kéo ngang vuông. Phía bên đây còn đỡ đỡ hơn của Dương Tư. Của Dương Tư là sập quá rồi. Mấy cái đó là cái bông, đầu bông chạm nước hết trơn rồi. Dạ. Này thì gán cắt được nhiêu được á. Chứ làm hết này chứ cũng không nổi. Tại nước sâu quá. Nghe mùa đất nổi. Dạ. Ô bên đây mới giữ nữa nè. Đó là bỏ rồi, còn gì nữa đâu. Dạ, tới ngang quần dì Tư luôn rồi. Dì Tư ơi. Cái này vừa chào hả? Cái này quá khẩm rồi nè.
tới lưng quần luôn rồi. Lúa mà tới lưng quần thì biết rồi. Nước. Cái bà mà hút ngang đầu gối à. Còn cái phần lúa này là nó bị lên mọng luôn rồi nè. Cua này là cái mọng lên cây luôn. Phần lúa này. Dạ. Mẹ chết rồi, nãy 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 mà cắt cái này không có máy suốt mà nó đập tay nó bắt đầu suốt. Dạ. Ở phía trong đây thì lúa nó này chắc vớt lại thôi chứ chắc cũng không còn được nhiều hộp hết trơn. Lên mỏng hết trơn này, mình phải lựa lại. Giờ thì thấy sót quá thì phải đi mót lại chứ đâu có bỏ đại được. Cũng công sức mình làm ra mà. Dạ. Lúc xạ thì đi dặm từ bụi mà tới lúc mà chỗ rồi chuẩn bị thu hoạch mà nó còn dưới đây nữa. Dạ. Trước một bữa mưa là qua bữa sau là cắt rồi, qua bữa sau sau ngay chân mưa luôn. Sớm giờ thì diện tư cũng cắt cũng đâu 6-7 chuồng gì lòi vô trong cổng. Cha với ông cậu vô trống coi có đập tiếp được gì đập trước rồi. Vớt lại được nhiêu được lời lỗ tính sao chứ. Đâu bỏ được. Thêm năm nay lúa có giá nữa. Lúa gạo rồi cũng có giá. Dạ. Ờ, chỗ diện tư sâu kìa. Cái này mà gặp mình làm mấy cái giống lúa lùng lùng chắc là hút đọt rồi hả diện tư? Mất tiêu bông luôn rồi. Dạ. Cũng có mưa nhưng mà kiểu như mưa ít cũng đỡ, nó nhấp nhấp. Gặp như mưa thẳng như mấy bữa trước là đuối nữa. Ngồi khóc chứ đâu còn đi ra đây cắt hả? Dạ. Tối bữa chiều bữa trước con thấy cũng nắng nắng rồi. Cái mà tối lại đâu 7-8 giờ ha, mưa một cái ha con la rồi. Kiểu này diện tư cái chảnh đang khóc rồi. Hồi bữa mà dắt chiều nắng đó. Cái chiều nắng lại một xíu đó. Tối lại quá trời mưa luôn. Dạ. Nhói ở trong lòng hả? Dạ. Đất mướn mà đủ lỗ cái là ngồi khóc luôn. Dạ. Đất nhà thì lỗ năm sau làm lại, còn đất mướn thì lỗ thì năm sau làm lại cũng không thấm thía gì chứ. Năm sau hết tiền mướn. Dạ. Kiểu đó là mắc nợ là nó nợ dồn tới á. Dạ. Dạ. Năm nào trúng thì cũng vui cũng mừng. Nhiều chỗ mình đây thì thoát nước ra không được, còn mà thấy vùng trên làm 2 vụ 3 vụ á, cái đồng nó cạn nghèo à. Tháng này là dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Nhiều là đó người ta còn bơm được. Dạ. Mình hôm nay mà tối nào mà mình chịu nổi thì bơm. Hồi sáng rồi mà lỗ xe đó còn ngập nữa mà. Dạ. Lỗ xe trong đó ngập thì trong đây thì khỏi bơm rồi. Dạ. Dạ. Đây kiểu như bà mẫu không, mấy bà mẫu này thì nó đâu có cao đâu. Ngập bà mẫu mà ngập một khúc mà. Dạ. Thấy cười cười vậy đó hả? Thấy cười cười vậy chứ không có vui đâu. Tại thì đã dựng lúa vào tới trong phía trong đây là nhà của em của Dương Tư là bắt đầu đập ra. Nó ngoài ngập hết trơn nhưng mà. Dạ. Năm chục vào trong đây thì để này cho nó gáo rồi mới bắt đầu đập chứ nếu mà để còn nước thì đập nó văng. Tao cũng mười mấy năm mình thấy cảnh này. Đầu tiên ta đập cái gắt gốc từ. Trời ơi, dịch có ngày nếu như một cái ông chụp cái hướng nó cắt tới đó. Ổng dịch ngày, còn thương ra chạy đi thay vòng đó. Chạy đi thay vòng. Không cắt. Không cắt thì cũng không được, mà cắt thì cũng không được. Mà anh cũng nói, bởi vì vợ kêu ra cột lúa để gà không cột thì chở nó này nó kia đi gà cột rồi nó cũng sập. Cột có sập nhiều hơn cái gì không ra nói rồi mà không ra cột thì cũng bị chửi. Không có cột nào không có nữa nào mới đặng nó sụp cái nguyên cụm như nè cột mà làm cắt không được luôn đó giả bằng chứ hả không cột hết trơn luôn không không cột thì nói này nói kia mà cột cột rồi nó bị chửi cột mà nó không nghe lời. Nghe bữa nghe Linh nói trời cậu hai nó dễ đập lắm. Nghe con mình phần phần nó nghe càng ngại lúa dễ đập lắm mà. Ừ, cái mọc ra cậu hai tao nói sắc gì ngon à. Ai giờ đâu có tiền người tới bằng về bước cỡ này nè bây giờ mua ra đó nè gà là không như lấy đâu. Nãy gà chắc cũng cỡ 7-8 thôi chứ chưa tới 9. Không nữa. Rồi đập này tới chừng nào mới được bao Viên Tư? Chừng nào được bao rồi tính hả? Này mà nắng lên cháu này là dễ ra. Nước thì làm cái bông lúa nó dai. Lúa lá dữ thiệt chứ lúa hôm quay không có lá mà lúa này lá dữ thiệt á. Lúa này lá nhẹ nào, lúa dài vô lúa trên ẩm không có lá đâu. Ừ. Lá dữ trời lá không? Lá nhiều quá là sạch phải. Nở rồi đó. Người ta lá ít rồi mà không có hết đúng rồi chứ nó đi luôn à. Mày có đi đàn điểm không? Bữa nay có đi sớm sớm. Nghỉ xe đi sao thì sao thôi lại đó đi sao đó đúng đầu nó đặt đá uống là đang hút ra nó đang đặt ra nó dài cái bông ấy đó. Đâu có nó đâu ra bằng cái khô không đặt cái dầm không ra nó hút lại cái nãy không đem cái mùng ra Viên Tư không đem mùng nó văng lên tính đem mà ngoài không có mùng trâu hiểu có mùng trâu á nhân mùng cái chui giọng đập vậy chứ bà hay dịch chiếu đó bây giờ cũng là thỉnh đó thỉnh cái đó cái thẹo đó đó là cái dịch chiếu là nguyên cái ấy mà nguyên cái mùng gì đó vô chổng ai dệt trẻ lát rồi ngồi cái mùng á giống không giống vừa đập mà đập mà đúng không dạ, giống mày chẹt luôn á. Cái này giống như ôn lại kỷ niệm xưa. À, này thiếu cái vụ mà cái ghế đứng cái đầu có cặp kìa. Cái này có nè, có cái ghế cao lên. Mà cái này sao cặp được?
đập ngồi đây còn không nổi. Kỷ niệm đập. Xưa đập vui mà giờ đập hơi không vui nha. Đập ra rồi bắt đầu lựa lại nữa. Quá trời cực luôn. Bữa nay mấy con gà trúng mánh. Nãy giờ thì mọi người đập cũng được mớ rồi cả nhà. Giờ bọn với anh hai đi ra ngoài này trước để kiếm ít rau đặng mình làm bữa cơm chiều. Một súng hay là dạ. Có rau muống. Tết hai mấy bông đó. Còn lúa này vàng rất đẹp luôn. Vào tháng này thì những cái đường mương của cái ruộng nè thì bông súng lên rất là nhiều luôn. Hôm giờ là dì Tư nói cũng nhiều người nhổ lắm. Thì thấy bông mọc lên thì ngày mùa ta đi ta hái ra ăn. Dạ. Rồi dân lưới gắn quá. Lưới gắn. Bên này chắc ít chấm qua mép kia thôi. Theo cái đường kinh này vô thì có bông súng ta, bông súng đồng với bông súng ma nữa. Bông súng ma nhỏ à? Dạ. Yeah. Hơi nhỏ hơn bông súng đồng mà thấy nhổ là cái non không biết rồi. Dạ. Nhôm nào thì mình ăn cũng được đó, còn cọng đỏ quá đỏ. Cọng màu đẹp ha. Dạ. Dạ, mấy cọng đó ăn ngon á. Vì đây là cũng bự nè chứ đâu có nhỏ đâu. Con súng ma vậy đó là bự vậy đó. Chứ bình thường nhỏ nhỏ mà. Dạy cháu đủ ăn. Dạ. Yeah. Trời mưa nước ngập cái bắt đầu mấy cái bờ này quá trời cỏ luôn. Nó phù vàng đẻ. Dạ. Vàng đẻ đỏ. Rồi thì nãy giờ anh hai đi cũng kiếm được mớ bông súng với rau muống. Còn cái phần này là có nắng đẹp miền Tây. Nhưng mà bông điên điển với cá linh non. Cá linh non này thì hôm trước mới nghe như đem xuống một ít đã làm dưới nhà mình ăn rồi. Thì còn một ít thì mình đem lên Diện Tư đây để mình làm ăn luôn. Này thiếu ớt xíu đường nữa. Ở đây thì hôm nay mình sẽ nhúng giấm nha cả nhà. Trước mắt cả nhà đang thấy thì chế ớt sơ ngang để cho nó thấm thấm cá cho nó ngon. Còn ở đây là cái phần cá gô Diên Tư giăng lưới nè, cũng còn rộng lại một ít. Đây thì mình sẽ kho trái giác nha cả nhà. Mấy con cá này quá trời mập luôn nè. Quá ú luôn. Ú quay à. Cá mùa này thì thôi khỏi chê luôn. Chế để làm sạch sẵn. Cá này quá trời mập. Đây, trái giác, một ít trái giác rồi. Bữa nay thì mình làm con trái giác chín. Mình khỏi cho nước màu đi. Tại Dương Tư cũng thích ăn cái kiểu chín này nè. Cá gô thì chỉ cho tỏi. Kho trái giác thì mình muốn kho kiểu nào cũng được, kiểu nước màu cũng được mà kiểu trái chín cũng được. Cái con cá gô nó dạng như nó bị béo phì. Dạ. Nước giấm thì chút xíu mình sẽ bày ra mình ăn rồi mình làm luôn à, chứ không cần phải làm trước đâu. Cá gô này là nấu canh bùn bòn ha. Dạ. Dạ. Bữa nào đi dân lưới với Dân Tư mình nhổ bùn bòn lên. Nó canh bồng bòn bữa. Ăn nó béo vậy mà thấy. Béo quá. Coi chừng bị ngán à. Nhưng mà cá này ăn béo nó thơm chứ không có ngán nha. Thơm, nó thơm.
Bông điên điển này thì do để lại một ngày, một hồi thì mình sẽ lựa ra những cái bông nào hư mình bỏ, tại ở đây cũng nhiều quá. Nghe như mua xuống quá trời nhiều luôn. Ở trên chảnh gì mà nó có nhiều ha, còn với mình nó chỗ lưa thưa chứ sao. Trên đó là ngay chỗ mà, chứ đâu phải như dưới mình mà lưa thưa đâu. Ngay dụng luôn ha. Dạ. Dưới mình đã nhầm chỗ được mấy cây, vài cây. Mà nó chỗ không nhiều lắm, chỗ bông ít xịt à. Ở dưới mình được mấy cây mà lâu lâu mới được chạy bông. Ở trên đó là có quanh năm luôn. Còn mấy cái vụ quanh năm thì nó kiểu như người ta làm sao thì mình không biết. Còn đúng mùa nó là đang vô mùa nè, mà chưa có bông. Mùa nước nổi ha. Đúng rồi. Mùa nước nổi là nó có nhiều bông. Mùa nước nổi là mùa cá linh với mùa bông điên điển. Đây thì chế cũng tiến hành mình kho cá luôn nha cả nhà. Kho này là kho kiểu kho trắng rồi mình sử dụng màu của chế giáp. Đắp chế giáp cái này thì cái màu nhiều khi nó không được đẹp như cái kia, như nấu kiểu kia, nhưng mà cũng tùy thích à. Tím tím vàng đen. Vài bữa có nữa mình làm kiểu kia quận nữa. Mùa này cá rô nhóc mà dân cư vài bữa dân cư văn lưới thiếu gì. Dạ. Cá rô này thịt nó rất mềm luôn cả nhà, tháng này quá mềm. Chỉ bắt lên cho nó hơi có lửa lên cái bắt đầu là thịt nó muốn chín hết trơn. Đi riêng là chín, rồi. Nó đụng nước và nó chín. Dạ. Yeah. Đấy cũng mau. Nhiều đây hả? Nhiều đây ăn là. Coi màu đẹp ghê không? Dạ. Vừa ra sáng sáng đẹp hết biết. Đúng. Rồi. Trắng là nó hồng hồng chứ nó không có. Dạ. Yeah. Cá mùng mè sẹo. Một chiếc cá tươi thật. Nhìn mùi thơm. Cái rô mập mập này mà kho trái giác thì còn gì bằng nữa. Cực kỳ ngon luôn. Mấy em cá thì biết rồi. Chảo cá này là 100.000 là không bán rồi đó nha. Biết cả nhà có có mua không đặng bồn ship luôn. Nước chấm này thì chế cho thêm ít đường. Dạ. Chiều thấy lạnh lạnh này mình làm 1-2 ly được rồi. Nhậu nhiều chỉnh à. Cái nước này là mình có pha nước lọc của mình với nước chấm nha cả nhà. Mình dúng mình làm kiểu đơn giản thôi, mình không có sấy. Sấy ăn khi ngán. Mở giọng ngán. Dạ. Rồi buổi chiều hôm nay thì gia đình mình cũng đập lúa xong hả Nhân Tân? Mới có 3 sầu muốn thịt mới có mấy cái. Đập mới lúa thì cũng làm bữa cơm chiều với mà mấy dì cháu làm lai gai luôn, cũng xin mời cả nhà lai gai với gia đình mình luôn. Mời cả nhà. Cả nhà lai gai. Lúc này nóng gai mưa quá rồi. Này quyết định lai gai luôn. Lai này gai không gai nhà ai nấy ở không. Lấy cái dĩa múc cá này để bên kia. Hèn chi hổm gậy trời mưa hổm qua nói chung hổm của bò lên hèn chi không rồi ha bò lên thôi bác à cả cái gì con gầu con gầu bắt về nuôi đó nãy nó sinh nó mà chưa kịp nó dục đĩa tụt rồi vô con gù khắp cây ta nào hay. Vô cá linh đi không cậu? Lấy muỗng múc không cậu ơi? Đây, giá nè. Múc đại một chén đi, cái bắt đầu mình bỏ vô thêm nữa. Cho vô thêm cái cá linh. Cá linh này trước giờ ông cậu với Dương Tư có ăn cá này chưa? Có chứ. Đừng có nói vậy chú, chú mày đừng có nói vậy, chú mày sạch rồi. Chú mày đừng có sạch rồi. Hồi nãy giờ chú mới ăn con này. Cá linh nấu về một nguyên điểm bùng súng hả? Dạ đúng bài chưa ông cậu? Đúng bài rồi. Cái đó là đúng trong sách giả rồi đó. Đỡ đỡ. Hấp lửa vừa vừa thôi, cái mình cho vô nó đi. Rồi quá. Cá linh này đính ra linh này đậu mùa gì nè.
đúng không cậu, vừa vô luôn đó. Chứ nó nhỏ không mặn. Cá linh, cá linh nè, không ngon mặn cá linh của mày đâu chung rồi. Cá linh nó bự lắm. Nó cuối mùa. Cá này đậu mùa. Đậu mùa cái dài. Cá này là cá linh non. Sao cá linh cũng dạng hai cũng có mà gắn chung dạng hai cũng có như vậy. Cá linh nặng đẻ hết lửa. Lửa một à. Ở đó dưới này ăn toàn mắm không à. Mắm cá linh à. Là cái là người Thơ đó mới ăn cá linh rồi. Dạ yeah. Mắm cá linh mà. Cá bự. Mắm cá linh á. Nó mặn mà nêm đường quá ngọt quá mẹ. Là cuối mùa. Cuối mùa này, lại, một lần nằm le xuống á, đem xuống á, ngọt quá. Mắm dùng trên nó làm gì? Nó làm mắm chợ đâu phải như mắm mình đâu. Cái con mắm cá lóc á là mình ăn giống như là đã ướp khìa vậy đó. Đúng không? Đâu ít nghe mùi mắm. Nó nấu nước đường. Dạ. Giống như mà như là bố, là trao rồi. Đường á, đường nó ngào ra. Qua lấy nước đường trao lại. Cá nó chiên lên ngon. Đã đâu được. Ờ, còn cá lóc của mình đây, cá lóc bự mình bấm chiên ngang mới đã. Đặt đó ngàn bát bây giờ mua cho mình một keo nè. Cá. Cứ ngọt ngọt ngọt, để hơn nửa keo mày. Mấy cái đó ăn với kèm với xài với cóc rồi đó. Ờ, ăn cái mắm mà cứ với cơm nguội là ngay ngày ra, tao quýt mày gần nửa keo. Trời ơi, chừng đó tao uống nước mày. Cũng đã rồi ha. Mày ăn mắm á mà mày đừng có bới chén, bới chén ăn à. Vô bóc cơm nguội mày mắm cá đó, mắm cá linh đó là sao bóc được không nổi. Bóc cơm á. Bóc cơm mới bút cơm nguội ha, ăn với bạc khía muối rồi ha. Bóc rồi có gì bằng cá linh này. Từ lúc nó đập Trung Quốc đắp đập thượng nguồn đến giờ đến thì mình dùng ở chỗ là ít á, mà làm giữ chợ nó. Mốt điện cái bệnh vô xả đập rồi. Có cái mùa nước nổi đâu, cái mùa cá. Cậu ơi, Trung Quốc là ở trên kia rồi. Còn ở đây là thượng nguồn là thượng nguồn ở trên Campuchia. Thượng nguồn ở Trung Quốc đắp đập trong Mekong đắp Trung Quốc đắp giúp. Hàng chiên điểm đắp cái đập đã, hàng chi mày cũng có một. Chứ mà dùng An Giang mà kêu nó mùa nước nổi là cá linh nó giữ chợ lắm á. Dạ. Này đuối quá vậy Tư. Ba biết coi trong đài thôi, sao ngoài đó lên dẫn là tôi biết. Còn cảm giác nhất chân như luôn không? Hay là mất luôn rồi? Mệt à? Ừ. Quá mệt rồi, gán vài ngày. Dắt là lạnh, muốn chơi dắt là vô lạnh. Dạ. Hôm nay nói chung là cửa thật. Còn sớm quá chứ, để tới tối rồi giờ tao xong hơi vậy. Xong hơi vậy. bởi vì con thì cũng có đứa thương đứa ghét. Rồi bởi vì lên ăn cơm có ông già đúng rồi. có ông già ruột nó, có dưỡng sáu nó, rồi có anh hai nó chia cá nhỏ cho thằng này ăn, cá lớn để bển ăn. Trời ơi, nó nhỏ cá bự nó không bị xương. Vậy còn đòi gì nữa? Răng nói vậy đó, nói còn răng già, dạ, dạ, còn không có sống bao lâu, hết hết thôi. Bởi gót rượu này nó đúng ra mấy người lớn gót nè. Bị đâu có còn ngày gót được nhiều nữa. Trẻ hết, gót cho mấy trẻ hết. Mà gót không có không có cơ hội gót à. Vô, vô anh Tư ơi. Vô. Vô. Nay nhậu cho quên đi nỗi buồn đi. Bởi vợ con đứa thương đứa ghét. Tính hổng lại cũng lâu nữa là lâu lắm rồi mới qua dính đời ta nha. Dạ. Hôm trước thì lên nhậu cũng mấy lần mà gọi ông cậu đi sớm không? Sớm vậy, dám mày mưa vậy đó sao đúc đầu ra được. Con cậu chồng thân gì mà cay quá trời cay luôn. Nội nhà thương đâu? Nội nhà thương hết ghét của mình tao. Dọn hai hàng chén lớn để về tao thôi. Nó cũng được. Ở chồng thơ dân thơ. Cái rô này kho trái giác hết biết rồi chứ. Thầy á. Mở. Đúng không? Dạ. Yeah. Thầy ơi đừng nói lái thầy. Ăn cá này phải xuống nó dầm dầm cái nó mới chua.
không mà trái giác là khoai trái giác chính nè, mấy ngày nè khoai trái giác là khoai trái giác chính nè, nó canh không biết. Bởi vậy con biết Dương Tư đáng lý ra là con kho nước màu và trái giác sống, mà con biết Dương Tư là trái giác chính sống nuôi chùa dữ không mà nó không hậu ngọt, hậu là nó hậu nó cái hậu chua nhưng mà nó không ngọt. Ừ đúng rồi, mà nó không có màu nữa. Dạ nghe điện dạy dặn dặn thương thương nghe chào cái gì nó cũng phải cũng cũng ngủ vậy này ngủ đâu có đi à, không kèo kèo chứ bảo có tính rồi đó, đúng rồi nó mượn ra anh tổng thì đi trước là đại diện là cha đại diện đàn trai, ông đó là dưỡng thì bưng mâm rồi tôi ông cậu thì bưng mâm đó đó rồi tính rồi hết trơn rồi đó, không mà cái đó được à, được à, được à, không may tao không may mày đi trước đi tao rồi kế ông tao bưng gì mà tao bưng cái khai chậu rượu cũng được đó, để phụ cho ông bưng khai chậu rượu rồi tôi bưng mà cái mâm chậu sao sao ăn chứ anh làm cái bưng mâm mát không có ăn nữa cậu, có kêu mà có bưng rơi hết. Trong đó có cái mâm trà là nhẹ nhất đâu cậu. Nhẹ nhẹ mày không lẽ uống rượu mày ăn trà sắm à? Vậy con ma bưng mâm trái cây vậy? À, mâm bánh mâm trái cây. Mâm bánh ha. Ừ. Ổng là bưng mâm rượu rồi tao thì trái cây. Á mày trái cây thì tao mâm bánh. Rồi em. Uống cốc rượu thì ăn một bánh hai trái cây chứ nữa ăn chậu. Thì tao bưng không lẽ tao đưa cho không lẽ tao bỏ cho mày không đưa cho mẹ ăn. Rồi tới nữa rước dâu rồi có về không hay là ở chảnh? Rước dâu không để rước dâu ở chảnh, rước dâu về mà. Không anh hai kìa. Về rước dâu tao về á. Tao biết mình là gái chơi tốt là mốt tao mới về. Ngủ ở lại chơi ở luôn à. Đúng rồi đó. Tự nhiên đặt đám đá tám mà cuối cùng về còn đặt ốc đá. Mưa có mấy ngày mà nước quá nước thì Dương Tư. Ừ. Là Dương Tư mà còn cao đá còn khô còn tao lắm được còn bao nhiêu nước nè. Hôm qua ngập bác rồi. Bây giờ lắm còn nhiêu nước nè. Giữ gì đó không cậu? Ở bên chỗ sàn nước con thấy ngập rồi lên luôn rồi. Tính gà. Thấy sân nữ thấp rồi. Tính ra đợt rồi đó. Nó bom bom hấp đó. Tính ra cái đợt rồi, cái đợt mà lục đầu tiên là mà cá chê đó ha. Nó là cái đó. Cái đợt đó là mưa kéo dài thời gian lâu. Nó tính ra lâu mười mấy ngày. Cái này nó có bữa 18, 17, 18 cái đầu nó ngập luôn. Nhưng mà nó dưng nước. Mà chiến này giờ nó cầm nước, nó dưng nước, nó cầm hoài luôn. Mưa lớn thì nó mưa rồi, nước còn ngoài biển nó dâng vô nữa. Dưng rồi nó cầm, nó không chịu rút. Rồi trong rừng nó tràn ra nữa. Dưng nhiều lắm, nước sông lên cao lắm. Ôi trời, cầm lũ dâng cao. Cầm bờ bao giống là 10 nhà ngập hết chín, còn nhà ngập trước rồi. Không mấy bữa đầu lên tiên là mưa ngập rồi. Tại vì mấy chuyến đầu tiên đó lúa tao cũng mới có một đồng à, cũng ngập rồi mà tao uống nha, nó giật bớt. Thôi. Đợt này no nước quá nổi. Chắc lẽ là đợt này là quốc tháng mưa này mà phải dĩ mưa mà có ai bạn mẹ về thăm ô gì về thăm quê em chiều nước lũ ha. Mà tối ngày luôn chứ chịu gì ta. Cái này là sửa cái bài lại đi. Nước lũ quê em. Còn cái kia là chiều nước lũ. Quê em chiều nước lũ vậy? Quê em mùa nước lũ là chiều nước lũ vậy đó. Còn ngày nước lũ tao. Tao hồi lúc trước đó, mưa là tao còn mê gái mê đầu này chứ dữ lắm. Mà bây giờ mưa đợt này là gái kiểm ơn. Mà là cũng chạy được. Chạy tét à. Chạy tét. Không à, không ngủ không làm bà gái gì hết. Mày đi đâu mày đi đó. Tao anh dạ thì hỏi gì ai ngủ lần ra phải coi nước coi gì ra hỏi làm gì nữa rồi coi cũng được gì đâu mẹ đi. Đến giờ đó ngủ đó nó lùn mà nước sâu còn lúa tôi dẫn đến giờ thì nó cao vàng hơn á, nước dẫn nó cạn hơn còn ở đó giờ nó tám tấc nước rồi đó. Không lẽ không gì tám tấc là chuyện nhỏ. Thước cái bà là tới đầu gối rồi, nước lâu tới đầu gối rồi bà bữa hổng khô à, ta đi nó đều muốn chạy xe đạp vô chống được nứt mẻ.